Tiểu sử Thiền sư Thích Minh Niệm. Nhà sư Thích Minh Niệm, có tên khai sinh là Lê Quốc Triều, sinh năm 1975, ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ khi sinh ra và lớn lên trong suốt quãng thời gian niên thiếu và trưởng thành, thầy chủ yếu sinh sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mà không đi đâu khác. Vào năm 1992, tức là khi thầy đã được 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, Thiền sư Thích Minh Niệm chính thức xuất gia tu tập và nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Đại Thừa tại Phật học, Học viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, lấy pháp danh là Minh Niệm. Tại đây, thầy đã được thọ giáo rất nhiều kiến thức sâu rộng của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, giúp ích thầy rất nhiều trên hành trình tu tập của bản thân. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, thầy gặp phải một tin cực kỳ đau buồn khi hay tin kẻ cha và mẹ đều mất cùng một lúc do tai nạn giao thông. Đứng trước nỗi đau vô cùng to lớn và mất mát khủng khiếp nhất của đời người, Thiền sư Thích Minh Niệm đã hoàn toàn bị gục ngã và đau khổ. Thầy đã nhận ra rằng bản thân mình đã trải qua quá trình tu thân học đạo, thế nhưng lại chưa thực sự bước vào con đường chuyển hóa vượt qua nỗi đau. Điều này sau đó đã được thầy nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần trong các buổi thuyết giảng Phật Pháp do thầy tổ chức, để các Phật tử và Tăng Ni có thể hiểu được hành trình vượt qua nỗi đau. Trước hết là bản thân mình cần phải thực hiện đối diện với nó. Sau khi thầy đã đối diện với nỗi đau lớn đó là mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ, sư thầy Thích Minh Niệm quyết định tìm đến với thiền. Thầy đã tiếp cận với thiền ngay từ những bài học cơ bản nhất về tứ niệm xứ của thiền sư Ajahn Chah. Đây cũng là thời điểm mà thầy Thích Minh Niệm cảm thấy bản thân mình giống như đang sống lại từng ngày và bắt đầu quá trình tu hành đích thực mà trước đó thầy chưa từng được trải qua. Quá trình hoạt động và tu hành của thiền sư Thích Minh Niệm. Năm 1992, thầy Thích Minh Niệm bắt đầu xuất gia tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây đã hấp thu được tư tưởng truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Đến năm 2001, thầy đã chính thức bước lên con đường thiền tập. Thầy đã thực hành dòng thiền Hiện Pháp Lạc Chú dưới sự truyền dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh ngay tại Pháp. Năm 2005, thầy bắt đầu bước sang thực hành thiền Vipassana, dòng quán tâm dưới sự dẫn dắt của thiền sư Tejaniya ngay tại Mỹ. Năm 2010, thiền sư Thích Minh Niệm cho ra xuất bản cuốn sách đầu tay có tên là Hiểu Về Trái Tim. Đây được xem là một hiện tượng vì nó là cuốn sách viết về tâm lý đầu tiên của người Việt, bán chạy nhất trong nhiều năm cho đến tận bây giờ. Cuốn sách này từng được bình chọn là cuốn sách yêu thích nhất, được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. Năm 2011, thầy đã tự mình thực hiện hành trình tu bụi trong suốt 3 năm, đi bộ qua 25 tiểu bang lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ. Thầy chủ yếu sống một mình, nơi hoang dã và làm tình nguyện viên ở các nông trại hoa màu, trung tâm trị liệu tâm lý. Năm 2014, thầy trở về Việt Nam chia sẻ phương thức trị liệu tâm lý và khai sáng tâm trí bằng thiền tập cho nhiều trường đại học, doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp đất nước. Năm 2015, sau khi về nước một thời gian, thầy Thích Minh Niệm đã sáng lập ra Trung tâm Hàm dưỡng Tâm hồn và Rèn luyện Kỹ năng sống Bản Hoa Anh Đào ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đây chính là địa chỉ vô cùng tin cậy để nhiều tăng ni Phật tử tìm đến khi muốn chữa lành những vết thương tâm hồn. Đồng thời, đây cũng chính là nơi huấn luyện cho những chuyên gia về tâm lý, trị liệu, chuyên phục vụ cho cộng đồng. Năm 2016, thầy tiếp tục xuất bản cuốn sách thứ hai có tên là Làm Như Chơi. Đây cũng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2021. Thiền sư Thích Minh Niệm cho khởi động dự án đào tạo chuyên gia thiền tâm lý trị liệu tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là mô hình hoàn toàn mới mẻ, mang tính đột phá cao. Vì mô hình này giúp đào tạo các nhà chữa lành tâm lý bằng con đường thiền tập, chuyển hóa và khai sáng bản thân liên tục trong suốt 2 năm. Thời gian gần đây,
Thiền sư Thích Minh Niệm và cộng đồng Miền Tỉnh Thức phát triển nhiều dự án mang tính nuôi dưỡng tâm hồn, giúp nâng dậy tinh thần đại chúng khắp gần xa. Nhất là trong bối cảnh nhân loại đang đứng trước đại dịch Covid-19 mà chưa thể chấm dứt. Điển hình có thể kể đến các dự án như là các chuỗi radio, bình yên giữa biến động, nâng dậy tâm hồn và chỉ tình thương ở lại, được phát sóng thường xuyên trên YouTube. Các bạn hoàn toàn có thể tìm xem một cách dễ dàng. Thầy Minh Niệm trụ trì chùa nào, đang ở đâu? Hiện nay, thầy Minh Niệm đang sinh sống và làm việc tại Trung tâm Hàm dưỡng Tâm hồn và Rèn luyện Kỹ năng sống hay Bản Hoa Anh Đào ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thầy không làm trụ trì chùa nào mà chỉ tham gia vào các hoạt động thiền nghiện, tư vấn tâm lý, đào tạo và hướng dẫn thiền, tu học, chữa lành, trầm cảm, v.v. Những thành tựu và đóng góp nổi bật của thầy Thích Minh Niệm. Vào năm 2011, thầy Thích Minh Niệm đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay Hiểu Về Trái Tim. Đây hoàn toàn không phải là một tác phẩm chuyên về thuyết giảng các giáo lý của Phật Pháp, mà đây là một tác phẩm chuyên đề cập về những vấn đề rất đời thường, nhiều ưu tư mà lại cực kỳ nhân sinh, ít nhiều bất cứ ai cũng từng trải qua trong cuộc đời. Tác phẩm này giúp truyền đạt những suy ngẫm, lý giải về hạnh phúc, tình yêu, khổ đau, tuyệt vọng, cô đơn hay yếu đuối, đủ tất cả những hỷ nộ ái ố của đời người dưới góc nhìn của một người tu hành, bằng cách lý giải dễ hiểu cùng với lối hành văn gần gũi mà người đọc khi được đối diện với những vấn đề này giống như cảm thấy được gỡ bỏ nút thắt, biết cách chấp nhận để thấy mọi sự vật, sự việc qua đó trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Đến năm 2016, thầy Thích Minh Niệm tiếp tục cho ra đời cuốn sách thứ hai mang tựa đề Làm Như Chơi. Đây là cuốn sách nối tiếp những thành công của cuốn Hiểu Về Trái Tim đầu tiên. Cuốn sách thứ hai này cũng sử dụng lối hành văn vô cùng xúc tích, ngắn gọn và giản dị, phù hợp với tất cả các đối tượng độc giả trên cả nước. Hiện cuốn sách này đang được nhiều độc giả trẻ đang trên con đường tu thân, làm quen với thiền và tìm hiểu Phật giáo rất yêu thích và tìm đọc hàng ngày. Bên cạnh đó, mặc dù thầy sống định cư ở Mỹ, thế nhưng thầy Thích Minh Niệm lại rất nổi tiếng và được yêu mến bởi nhiều độc giả Phật tử đang sinh sống ở trong và ngoài nước. Mỗi khi được theo dõi thầy qua những bài giảng, các buổi pháp thoại được đăng tải trên YouTube, Facebook và nhiều phương tiện truyền thông khác. Thiền Đạo xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe tiểu sử về Thiền sư Thích Minh Niệm. Xin chân thành cảm ơn.